thanh niên Việt Nam đã và đang chứng tỏ vai trò là giường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Mình phải thể hiện cho bằng được và làm thật tốt hơn nữa công tác giáo dục cho thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, về đạo đức, lối sống, văn hóa, nâng cao lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, đặc biệt là nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng xây dựng đất nước và nhận thức rõ sứ mệnh lịch sử và trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Lời gửi gắm ấy của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và tình cảm với thế hệ trẻ Việt Nam, Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng vì một xã hội phồn vinh, hạnh phúc, hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước hùng cường.